nay tụi mình sẽ sinh tồn 100 ngày trên hòn đảo có hình dáng bàn tay vô cùng đáng sợ. Và tụi mình sẽ phải đối mặt với những con quái vật, những thử thách xuất hiện trên hòn đảo này. Và các bạn muốn biết được liệu mình có thể sống sót được 100 ngày trên hòn đảo này không? Hãy coi hết video này nha. Tới chưa vậy Huy Nấp ơi? Sao mà đi lâu quá vậy? Trời đất ơi các bạn ơi, hôm nay Huy Nấp đó kêu nó sẽ dẫn mình tới một chỗ để có thể lấy được kho báu, một cái hòn đảo gì đó tôi cũng không biết nữa. Trời ơi, là hòn đảo kho báu đó, tụi mình tới đó tụi mình giàu to luôn. Gì mà ghê vậy, hòn đảo mà có kho báu trên đó. Ừ, từ từ, hình như trước mặt mình. Ui, có phải không vậy Huy Nấp ơi? À, đúng rồi. Hòn đảo sao, hòn đảo nè. Nếu mà đúng như lời Huy Nấp, đây chính là hòn đảo có chứa kho báu các bạn ơi. Nếu như vậy tụi mình sẽ giàu to. Ồ, sao hòn đảo này rộng quá vậy? Ui, nó rộng thiệt các bạn ơi. Trời ơi, nhưng mà nếu rộng như vậy làm sao biết được kho báu ở đâu vậy Huy Nấp ơi? Tao cũng không biết nữa, tao chỉ biết là kho báu ở trên hòn đảo này thôi. Trời đất ơi, vậy biết bao giờ mới tìm ra được. Ủa, hòn đảo này rộng vậy mà. Đúng rồi. Trời ơi, có công mài sắt thì có ngày nên kim thôi. Có đi tìm công đi. Mài sắt có ngày nên kim hả? Được rồi, vậy bây giờ mọi người cố gắng chia ra tìm thử coi biết đâu chúng ta tìm thấy kho báu. Để mình đi về hướng bên này coi xem thử có kho báu không các bạn ơi. Hướng này nè. Ôi, hình như đây là cái đường cục rồi, không có kho báu bên kia có không vậy? Bên giặt có không vậy? Không có, bên Huy Nấp cũng không có. Ôi trời ơi, nhưng mà sao cái hòn đảo này mọi người có để ý nó có một cái hình dạng rất là kỳ lạ. Sao nó dài ra khúc này? Đúng rồi, nó dài lắm luôn các bạn nhìn nè, các bạn nhìn đi, không biết nó tạo ra một cái hình dạng gì vậy ta. Thế nhìn nó cứ như là bàn tay của người khổng lồ ấy nhỉ. Cái gì, bàn tay của người khổng lồ? Cũng đúng đó chắc. Nhưng mà nghe đáng sợ quá. Tôi nghĩ là Huy Nấp ơi, tao nghĩ là mọi người chúng ta nên đi về đi Nấp ơi, thấy cái chỗ này nó hơi kỳ lạ rồi đó. Trời ơi, tụi mày chết nhát thiệt chứ. Vậy tụi mày kêu muốn kêu giàu có. Thôi được rồi, đi về thì đi về. Đi về giàu có chứ hả. Thấy cái hòn đảo này nó kỳ lạ, nó đáng sợ quá đúng không mọi người? Ủa sao cái chiếc thuyền của mình? Ôi mọi người nhìn kia, chiếc thuyền của mình nó bị gì vậy? Sao nó như sắp hư rồi dạ? Nhìn kia, trời ơi, chiếc thuyền của tôi sao nó sắp hư luôn rồi? Hồi nãy có ai để ý lại làm hư thuyền của mình không vậy trời ơi? Trên đảo này còn ai ngoài tụi mình nữa đâu? Cũng đúng, chỉ có ba tụi mình trên hòn đảo mình mà, vậy mà ai làm hư chiếc thuyền của mình vậy? Các bạn nhìn kia, nó sắp bể luôn rồi. Trời không sao, lo lên thuyền chắc cũng về đừng mà. Thôi lên ở okay, đó có được gì rồi, đâu. Okay. Trời ơi, cái thuyền nó nổ luôn rồi. Trời ơi, vậy mình sao mình thoát khỏi đây đây Huy Nốt? Đúng rồi, giật chiếc thuyền rồi, không lẽ nào tụi mình bị kẹt trên hòn đảo này sao? Ôi trời. Trời đất ơi, không được đâu, tôi phải về nhà, tôi phải về nhà. Trời đất ơi, chị đã bị gọi nhà nữa, tôi cũng muốn về nhà và quay video cho các bạn fan coi nữa chứ, tôi không muốn kẹt ở đây đâu. Đúng rồi, ông gọi chị Nabi tới cứu tụi mình đi. Gọi chị Nabi á, trời ơi, trên đảo này làm gì có sóng mà gọi được. Trời ơi, biết sao được, thử đi, thử. Rồi, vậy để tôi thử bấm số Nabi nè, bấm nè. Đang gọi nè, đang gọi. Được không? Hình như là không có sóng rồi mọi người ơi, chết rồi. Vậy là tụi mình kẹt ở đây mà không ai cứu luôn đó. Trời ơi, mọi người ơi, đừng có nằm lăn ra như vậy, chúng ta phải cố gắng lên, chúng ta phải nghĩ cách để thoát khỏi đây mà. Mọi người đừng có khóc nữa, mọi người bình tĩnh đứng dậy đi, nghe tôi nói nè. Chúng ta sẽ phải cố gắng sinh tồn ở trên hòn đảo này, và sau đó khi mà chị Nabi cảm thấy mình đi quá lâu không quay về, chắc chắn chị Nabi sẽ đi kiếm mình cho mà coi, cũng như là những người trong làng sinh tồn. Nên là mọi người hãy cố gắng làm sao để sống sót càng lâu càng tốt trên cái hòn đảo này đi. Mọi người hiểu ý tôi không? Hiểu rồi. Ok, được rồi, vậy bây giờ chúng ta hãy cố gắng sinh tồn trên này bằng cách là chặt cây gây rừng đi mọi người. Ok. Được rồi, sau đó chúng ta sẽ xây một căn nhà để tạm ở đây các bạn ơi, chúng ta phải ở trong nhà. Ok, rồi mọi người tới đây là phụ tôi xây một cái căn nhà ở đây này các bạn ơi, chúng ta phải có nhà, có cửa các bạn ơi, cho nó an toàn, đề phòng gọi là bất chắc trời mưa, mưa gió rồi đó các bạn. Rồi đây các bạn ơi, chúng ta đã có một căn nhà nhỏ để cả ba chúng ta cùng ở rồi. Tụi mình sẽ đặt gọi là đầy đủ tiện nghi trong này để tụi mình có thể sống sót trên hòn đảo này thiệt là lâu. Tụi mình đã đặt được nội thất rồi nè các bạn ơi. Bây giờ bên này đúng rồi, mỗi người sẽ ngủ theo cái giường màu của mình nha. Còn đây chúng ta có rương rồi, bàn chế tạo cũng như là lò nung các thứ rồi. Vậy là căn nhà chúng ta trời sắp tối luôn rồi kìa mọi người. Tôi nghĩ là chúng ta nên vô bên trong căn nhà đi cho nó an toàn. Được rồi, vô ngủ rồi. Ôi mà từ từ, ôi sao dắt nó ngủ giường của tôi vậy, lộn giường ơi. Thôi kệ, mình ngủ bên này vậy các bạn ơi. Được rồi, ngủ thôi nào. Mọi người ơi, có nghe tiếng ai gõ cửa không dạ? Trời ơi, đang ngủ mà.
Tôi nhớ là tụi mình đang ở trên cái hòn đảo hoang, làm gì có ai mà sao có người gõ cửa vậy mọi người? Đúng rồi. Trời đất ơi, không lẽ nào có ma? Trời ơi, ai gõ cửa vậy? Không biết ai gõ cửa vậy, sao tôi đâu có thấy ai đâu mà tiếng gõ cửa nó cứ gõ hoài. Được rồi, để mình kiểm tra coi xem được có ai ngoài. Sao nó cứ gõ cửa hoài? Ôi cái vậy? Ủa đâu có ai đâu. Ủa sau nãy rõ ràng mình nghe tiếng gõ cửa mà sao ngoài này không có thấy ai hết trơn vậy? Cái gì nó đang bò tới? Ôi cái gì vậy? Trời đất ơi, đó là một cái bàn tay, nó đang di chuyển và nó đang vô vô mình kia. Trời đất ơi, Huy bây giờ ai cứu tôi với, cái bàn tay nó tấn công tôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Trời ơi, tôi còn đúng một tim luôn nè, mọi người nhìn nè. Trời ơi, tôi không biết nữa, nhưng mà nhìn nó giống một cái bàn tay vậy đó mọi người. Nhưng mà cái bàn tay nó biết di chuyển. Cái gì mà đáng sợ vậy? Hòn đảo này thật kỳ lạ. Đúng rồi, hòn đảo này nó kỳ lạ từ khúc mình bước chân lên. Hòn đảo này nó rất giống một cái bàn tay các bạn à. Trời ơi, tại Huy báo này chắc mình lên đây. Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh đi. Chúng ta phải kiếm cách để thoát khỏi hòn đảo đi trước nè. Có gì ăn không nhắc ơi. Ok, để ăn để mình hồi phục lại chứ máu tôi gần hết rồi. Cầm kiếm nè. Ok, kiếm đâu. Wow, Huy ơi, có chừng kìa. Lại là bàn tay nó tới được kìa mọi người. Bây giờ tôi phụ mọi người nè, bay nè, bàn tay nè. Trời ơi, Huy ơi, bên kia còn có một bà tay cao. Đang bò tới, nhìn đáng sợ quá. Cô này, bay nè, bàn tay nè. Bàn tay đáng sợ nè con. Bàn tay nè. Còn con nào nữa không vậy mọi người? Trời ơi, đằng sau có một cái bàn tay khác kìa. Tôi còn nửa tim mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên vô trong nhà, đóng cửa lại nhanh. Tôi còn nửa tim. Trời ơi, dắt còn gì ăn không? Tôi gắt vô hòm máu nè. Ok, được rồi, mình phải ăn vô các bạn, nếu không là mình sẽ chết mất. Mình còn đúng nửa tim mà. Được rồi, ăn vô thì máu mình nó sẽ hồi lại một chút xíu cho nó đỡ nè. Nó bò lên cái cửa bên kia. Trời ơi, mấy cái bàn tay nó đang bò ngoài căn nhà của bên kia các bạn ơi. Cái bàn tay nó đang bò lên xung quanh căn nhà của mình và nó bu một đống luôn người kia. Trời ơi, đúng là hòn đảo bàn tay. Đúng đáng sợ luôn đó mọi người. Trời, bây giờ mình cứ canh chỗ này đi, đừng để cho nó vô nhà tới sáng là được rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng canh cho trời nó sáng rồi chúng ta mới yên tâm đi ngủ được. Cố gắng thức nguyên đêm này để canh đi mọi người ơi. Cố lên nha mọi người. Ok. Buồn ngủ quá đi thôi gà ơi. Tôi cũng buồn ngủ quá đi à các bạn ơi. Giấc ơi, sáng chưa dậy? Hình như là sáng rồi đó mọi người. Chúng ta đi ngủ được rồi. Wow, trời sáng rồi các bạn ơi. Những cái con quái vật bàn tay nó cũng tha cho tụi mình rồi. Tôi mệt lắm rồi, thôi tôi đi ngủ đây. Bye bye mọi người. Cái gì vậy? Sao cái mái nhà của mình nó đang bị dỡ ra vậy mọi người? Vậy là cái bàn tay khổng lồ nó đã mở cái mái nhà ra để những cái bàn tay tí hon nó vô nó tấn công tụi mình nè mọi người, coi chưa? Xung quanh của mình quá trời là bàn tay nó đang tấn công vô kìa mọi người, coi chưa? Coi chưa? Còn cái bàn tay nào nữa vậy? Nó bò vô đây kìa, bay nè con. Mọi người đánh mấy cái bàn tay, nó bò vô kìa. Còn có nào nữa? Nguy hiểm quá các bạn ơi. Quá trời, đâu vẫn còn những cái bàn tay nó quá trời xung quanh kìa mọi người, rất là nhiều luôn rồi. Ôi, nó chuẩn bị bò vô đây, nó bò vô kìa. Mày, nó nhảy vô, nó bò. Coi chừng, mày nè. Xung quanh nhà chúng ta toàn là những cái bàn tay không à. Ghê quá đi à. Bắt đầu tấn công vô rồi. Chết rồi mọi người. Nó bắt đầu bu vô căn nhà của chúng ta rồi kìa mọi người, coi chờ. Ôi trời ơi. Trời đất ơi, đông quá giờ sao đây mọi người, đông quá. Ôi trời ơi, nhà sập rồi, tụi mình sập luôn rồi, mày đánh tay đi mọi người, mày nè, nhưng mà tụi mình đã ở đâu vậy? Hình như cái nhà của mình nó sập xuống luôn rồi nè mọi người, nó sập một cái lỗ. Nhưng mà tự nhiên sao dưới căn nhà của chúng ta nó lại có một cái hang như vậy mọi người, để ý không? Sao có cái hang này vậy? Chúng ta đi xuống coi thử coi. Ui, hình như đây chính là một cái hang bí mật hay gì đó mọi người. Trong hòn đảo này nó có một cái hang vậy luôn hả? Đâu, có khi nào đây chính là hang kho báu không đâu cả? Cái gì? Hang kho báu mà bây giờ mà mày vẫn còn nhớ tới kho báu luôn hả Uy Đắp ơi? Trời, bây giờ chúng ta đến được đây rồi, chúng ta đi sâu vô thử coi chúng ta đâu thể quay lại được. Đúng rồi các bạn ơi, dù gì chúng ta cũng không quay lại căn nhà đó được. Chúng ta
ta cố gắng đi sâu vô trong đây. Mọi người bắt cua cẩn thận nha, bắt cua cẩn thận nha. Đi 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 nè mọi người ơi. Rồi, không ngờ bên dưới cái hạ hòn đảo này nó có một cái hang bí mật như vậy luôn á mọi người. Được rồi, bắt cua qua, bắt cua. Ôi, thằng kia, thằng coi chừng nhắc ơi, coi chừng kia. Nhảy lên, nhảy lên. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. Hãy cha trời ơi, nhảy qua, nhảy qua. Rồi rồi, qua tiếp mày. Hãy cha trời ơi, bắt cua qua nè. Ôi kìa. Ở đây là cái gì vậy? Hình như đây là cái bảy bàn tay nó ra cái gì? Những cái bảy bàn tay. Ôi trời ơi, đây là những cái bàn tay nó bay qua bay. À cái gì? Wow, kho báu thiệt hả? Ôi, vậy đây chắc chắn là cái hang kho báu trong truyền thuyết mà Huy nói. Coi chừng nha anh em, nó mà bắt dính cái đầu mình một cái là coi như mình bị dính cái bàn tay vô mặt của nó. Coi chừng nha mọi người. Ôi trời ơi, cái bàn tay nó đụng tôi đau lắm luôn á mọi người. Được rồi, bây giờ tiếp này, tiếp này. Ôi còn có 3 tim rồi. Trời ơi, cái bàn tay, mấy cái bàn tay này. Ôi da, trời ơi. Mày quá đi, còn một tim, mày ăn táo vô, Ôi nhưng mà từ từ, Huy nó bay sau lưng mày kìa. Đó chính là kho báu đó mọi người ơi. Wow, kho báu thiệt rồi. Trời ơi, trời đất ơi, quá trời là vàng luôn nè mọi người ơi. Đây chính là hòn đảo kho báu rồi. Chúng ta cuối cùng cũng lấy được phần thưởng sau rồi, là gọi là thử thách sống trên cái hòn đảo này rồi. Rồi lấy đi mọi người ơi. Ôi trời ơi, lấy tiền là nhiều nào, Thôi được rồi, bây giờ lấy được rồi thì chúng ta đi ra khỏi đây thôi mọi người. Nhưng mà chúng ta phải vượt qua lại cái bảy bàn tay này nè. Trời ơi. A few moments later. Mấy con hả? Bàn tay nó đã đi hết chứ ta, mình trèo lên lại đi mọi người. Ôi, hình như trời sáng rồi, đây là mấy cái con bàn tay nó đi hết rồi. Yeah. Nhưng mà mọi người đừng vội mừng. Làm sao để chúng ta có chiếc thuyền chúng ta quay lại làng sinh tố? Đây chúng ta vẫn còn kẹt trên này mà. Đúng rồi, kẹt trên đảo này kho báu có ý nghĩa gì? Giờ sao đây? Mọi người có nghe tiếng gì không? Sao nghe quen quá vậy? Ôi, hình như đó chính là giọng của chị Nabi mà. Nabi phát ra đâu ta? Ấy, giọng điện thoại không kìa. Ôi, đúng rồi, đâu, cái điện thoại mình có sống. Alo, alo, chị Nabi hả? Nghe em nói không vậy? Chị tới cứu tụi em nè. Cái gì? Chị tới cứu tụi em thiệt hả? Ê, đâu kìa, nhìn bên kia kìa. Ôi, chị tới cứu tụi em. Chị Nabi, trời ơi, sao chị Nabi biết tụi em ở đây mà tới cứu hay vậy? Trời đất ơi, chị Nabi tới đúng lúc quá. Chị Nabi ơi, may quá. Thôi được rồi, vậy là tụi mình được cứu sống rồi. Được rồi, lên thuyền đi về thôi mọi người. Lên thuyền đi về thôi nào. Chúng ta thành công rồi các bạn ơi. Được rồi, đi thôi nào mọi người ơi. Chúng ta quay trở lại làng sinh tố nào, nhờ có chị Nabi cứu các bạn. Ok thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Nhờ các bạn mà tụi tôi đã có động lực để có thể sinh tồn trên hòn đảo bàn tay đó. Và bây giờ tụi mình đã thoát khỏi đây rồi. Cảm ơn các bạn nha. Và các bạn thích video này, quay lại tôi một like, một subscribe, cũng như cho mọi người xem tôi tim nha. Và hãy nhớ bấm like và subscribe cho mọi người. Và nhớ bấm vô video tiếp theo trên màn hình để coi video nha. Ôi mà từ từ, tôi thấy thiếu cái gì. Mọi người có thấy thiếu cái gì không? Ủa, có thiếu gì đâu ta. Ủa, đâu thiếu vậy? Ôi, đi về. Thiếu tao nè.